Dịp này, BBK đã sản xuất riêng và trao tận tay đến các em thiếu nhi với hơn 26.620 cái bánh trung thu, 6.000 lồng đèn, 12.950 phần quà bánh kẹo khác, cùng với hoạt động vui chơi như múa lân, phá cổ, tô mặt nạ kẹo dù, văn nghệ bài trung thu cho em của BBK và rước đèn đã được tái hiện dưới sự dẫn dắt của chị Hằng, chú Cụi và chú Hề BBK. Đặc biệt, chương trình Tết Trung Thu cho em mùa năm dành tặng đêm hội trăng rằm và nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và các em bị ảnh hưởng của bão số 3 gây ra. BBK mong muốn các em có một mùa trung thu trọn vẹn và góp phần xoa dịu một phần mất mát sau bão lũ gây ra. Với mục đích là chăm lo đời sống cho các em có những cái Tết Trung Thu thật là nhiều ý nghĩa và góp phần giúp cho các em có cái động lực trong cái công việc học hành. Như hôm nay có BBK, rồi Quỹ Bảo trợ Dân dân và Cộng đồng, một số các đơn vị khác, ví dụ như là phối hợp các quận huyện đoàn ở tổ chức tham gia chương trình lễ hội Tết Trung Thu cho em. Con thấy rất là vui và thấy các thầy cô chuẩn bị cho cái trò chơi rất là ý nghĩa, có được quà là kẹo và những bánh kẹo rất là ngon. Trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần BBK, thành viên tập đoàn Ben luôn duy trì cam kết đối với trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia tài trợ và nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Nổi bật là sự hợp tác lâu dài với Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng thuộc Hiệp hội Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh trong các dự án như y tế xanh, Tết yêu thương và tiếp sức đến trường.